Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2019 và em đánh giá tiếp tục làm một cái video tiếp theo đánh giá cái chiếc Gian Escape SN2 màu đỏ size S vừa về tới cửa hàng em ngày hôm nay và độ mới rất là đẹp. Thì mời các bác đón xem cái chi tiết của chiếc xe này. Vâng, và trong khung hình đây các bác đang nhìn thấy chiếc xe đạp Gian Escape SN2 màu đỏ. Ở trong kênh của em thì em đã đánh giá rất là nhiều chiếc xe này rồi và bán rất là chạy. Và rất là nhiều các bác còn đang đợi những cái chiếc xe Gian Escape tiếp theo về để sở hữu. Thì đây, hôm nay ngày 6 tháng 1 năm 2019, em về tiếp theo đó là Gian Escape SN2 màu đỏ size S. Size S này thì nó phù hợp cho các bác cao từ 1m58 cho đến 1m68. Đấy, sơn của chiếc xe thì em đánh giá là quá đẹp luôn. Không một vết xước lớn, chỉ xước răm răm thôi. Bởi vì những cái xe này là em đóng hộp cắt tông, gửi máy bay riêng từng xe một. Đấy, không có chồng lên nhau, không có xước sát gì. Tức là gần như là ở nhà dân như nào thì mang về là như vậy đó. Cho nên là rất là đẹp. Dòng XKVL2 thì trang bị đĩa 3 tầng gạt đĩa, và đằng sau thì có lip 8 tầng zin nguyên hết, tất cả zin nguyên hết, của nhà sản xuất như thế nào, ở catalog như thế nào thì là xe nó như vậy. Và xe này thì được trang bị một cái phanh dầu thủy lực vành 700C dòng Touring. Yên còn rất đẹp, các bác có thể nhìn. Trên khung thì có mã vạch như các cái xe khác em vẫn thường review rồi. Đằng trên cơ tay cầm của chúng ta là phanh dầu, phanh thủy lực và tay chuyển số 8 tốc độ cho líp đằng sau, hiệu Shimano. Phanh dầu này thì nó bóp phanh nó nhẹ và độ ăn nó tốt hơn, nhưng mà nó đắt hơn các cái phanh kia. Đấy. Và tay chuyển số 3 tầng cho đĩa bên tay trái của chúng ta, và bên tay trái cũng có phanh dầu luôn. Ghi Ford cọc tất cả các thứ là của zin nguyên của hãng, đều có logo hãng Gian. Em quay sang bên này cho các bác xem. Về phần phanh, đấy, về phần sơn là em thấy không thấy một cái vết xước nào lớn cả. À đây, có hôm nay sáng nay có vận chuyển thì bị một vết rất là nhỏ này. Quá đẹp luôn, rất là mới, rất là đẹp. Hình như là những cái xe này bên nước ngoài người ta rất là ít sử dụng, mà có sử dụng thì cái đường xá người ta rất là đẹp. Cho nên là cái việc hỏng hóc là ít xảy ra. Xe này là em bán là giá 7 triệu bao ship toàn quốc. Bác nào quan tâm thì liên hệ Zalo với em nhé. Vâng, và em đã tiến hành đánh giá xong chiếc xe đạp. Và các bác nếu muốn sở hữu thì các bác hãy nhắn tin vào Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709943 và em là Kiên, 0975 709943. Các bác không cần gọi, bởi vì gọi cũng vẫn phải là làm việc bằng hình ảnh. Thì nếu bác nào mà dùng Zalo thì các bác có thể nhắn tin cho em luôn, 0975 709943. Và ngoài ra em còn rất là nhiều các xe đạp khác. Nếu các bác quan tâm đến xe đạp thể thao, các những cách hướng dẫn sửa chữa hay là mọi kiến thức về liên quan đến xe đạp nói chung, thì các bác hãy ở trên Facebook các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em để theo dõi em. Ở trên YouTube thì các bác ấn tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Nó ra kênh Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh nút đăng ký thì ấn chiếc chuông, ấn hình cái chuông để các bác là những người đầu tiên được xem video em up lên kênh. Ngoài ra em còn bán thêm một cái dòng sản phẩm, đó là đồng hồ đeo tay đã qua sử dụng tại thị trường Nhật, và các một số dòng Thụy Sĩ hay là dòng đồng hồ Nga cũ. Thì các bác có thể qua Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để theo dõi những cái mẫu đồng hồ đó, hoặc là lên YouTube tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những cái đồng hồ đeo tay đó em bán. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.